thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ như cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín con trăng. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mong cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ nghe con. Đó chính là nội dung hoàn cảnh Một Kiếp Người, sáng tác và đạo diễn Phật tử Diệu Hoa, do bé Phương Anh và Phật tử Diệu Hoa biểu diễn. Sau đây hoàn cảnh xin phép được bắt đầu. Trước cổng bệnh viện Đa Khoa Ý Yên, một cháu bé mồ côi đi bán báo. Ai mua báo đây? Ai mua báo nào? Báo an ninh, báo quân đội, báo đạo Phật ngày nay đây. Cô ơi, cô dùng báo cho cháu đi cô. Ừ, cô, cháu cho cô một tờ báo đạo Phật ngày nay đi cháu. Dạ, báo của cô đây ạ. Cô cảm ơn cháu. Cháu cảm ơn cô. Núi rừng chim hót
giữa trời xanh. Cô ơi, sao lại gọi là Phật Đản Xanh ạ? À, đó chính là ngày Đức Phật Thích Ca ra đời đấy cháu à. Đấy là ngày sinh nhật của Đức Phật phải không cô? Ừ, nói theo thế tục thì đó là ngày sinh nhật của Đức Phật. Thôi, cô cháu mình vào chùa lễ Phật đi cháu. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cúi xin người độ cho quốc thái dân an, non sông được thái bình, chúng sinh được an lạc. Cúi xin trên ban phước cho dân lành, cứu vớt cho ba mẹ con về thế giới thương đây. Chúng sinh vẫn đang lành ở biển luân hồi khổ lắm người ơi. Lạy ngài, tín ngài mở lòng nhân ái, người với người trang hoa niềm vui. Con xin nhất tâm thỉnh cầu quý lạy ngài Đức Phật Thích Ca. Cô ơi, cô kể cho cháu nghe về Đức Phật đi cô. Cháu ơi, ngược dòng thời gian cách đây hai hơn 2600 năm về trước, tại vườn Lâm Tỳ Ly của đất nước Ấn Độ cổ đại, đất trời như chuyển động, trăm hoa cua sắc thiêu màu, người người hân hoan đón chào sự ra đời của một nhân vật lịch sử vĩ đại, đó chính là thái tử Tất Đạt Đa, cũng chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đấy cháu ạ. Vậy Ấn Độ chính là quê hương của Đức Phật cô nhỉ? Ừ, đúng đấy cháu ạ. Cô ơi, Đại Đức đang làm công trình gì vậy? À, Đại Đức đang xây dựng công trình nhà tổ đấy cháu à. Vậy nhà tổ để làm gì vậy cô? Ừ, nhà tổ là để thờ phụng các vị tổ sư đã thường tụ trì chùa Phúc Lâm mình đấy. Vậy thì vui quá cô nhỉ? Ừ, vui và ý nghĩa lắm. Mong các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và quý khách gần xa để chung tay để cùng với Đại Đức xây dựng công trình được chu viên hoàn hảo. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ đây xin mời đạo tràng cùng chúng tôi hát bài Niềm An Vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm giữa nhà. Cảm ơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm mình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm mình bóng đâu xa, mặt quanh ta nơi ta bà. Nhưng muốn ăn nhớ niềm Di Đà, và đi ta làm điều nhân ái, thấy như là vật sống trong ta, thấy như là vật sinh trong ta. Đời ta có bao nhiêu vô thường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao ngàn dao mưa vắng, sống cho muôn loài ngầm đắng yêu thương, sống cho muôn loài